Chiều nay, phường Phú Lợi tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đông dự buổi họp mặt. Trong 20 năm qua, phường Phú Lợi đã đoàn kết thống nhất, phát huy ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kinh tế phát triển, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, đảm bảo trong sạch vững mạnh, tạo được niềm tin trong nhân dân. Đời sống nhân dân địa phương được nâng cao, chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu chương trình quốc gia về giảm nghèo, y tế, giáo dục đều hoàn thành theo kế hoạch. Với những thành tựu đã đạt được trong 20 năm qua, chính là cơ sở tiền đề để trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Lợi tiếp tục đoàn kết thống nhất, xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.